ong, vòng eo con kiến được xem là hình tượng lý tưởng của chị em phụ nữ. Tất nhiên, phụ nữ ai chẳng muốn mình sở hữu vóc dáng chuẩn, cân đối như thế. Thực tế, ước muốn đó có mấy ai thực hiện được. Chế độ sinh hoạt, ăn uống, luyện tập không khoa học hoặc cụ thể nhất là quá trình mang thai sinh con, đó là những nguyên nhân khiến thân hình vóc dáng của người phụ nữ trở nên thừa cân, ngấn mỡ, không còn thể hiện đường cong quyến rũ. Thông thường theo kinh nghiệm bản thân á, thì chị thấy việc mà mọi người tăng cân là thứ nhất là họ ăn nhiều chất béo nè. Họ ăn đêm, có nghĩa là sau cái thời gian là 7-8 giờ tối họ ăn đêm. Rồi họ không có chế độ tập thể dục. Người phụ nữ mà sau khi mà mang thai ấy con, thì từ lúc khi mà mình chưa có thai thì mình ăn uống nó cũng bình thường thôi. Nhưng mà khi mình đã sanh đẻ em bé thì mình cái chế độ ăn của mình nó sẽ có những cái ưu tiên hơn và nhiều chất bổ hơn để dinh dưỡng cho em bé đó, thì người mẹ sẽ dễ tăng cân. Chị nghĩ là do chế độ ăn uống với lại không có tập luyện nhiều. Bữa ăn của mình nó sẽ không được cân bằng thì nó sẽ mình nên cân bằng lại bữa ăn của mình, với lại mình nên do mình uống ít nước quá. Ăn đồ ngọt hoặc là tập thể dục không điều độ này nọ, rồi thêm cái việc học tập rồi công việc khiến cho mình khó mà có thể có thời gian để mà tập thể thao nữa, cho nên là em nghĩ là rất là dễ tăng cân. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ sức khỏe sẽ không được tốt hơn với những bạn mà có cơ thể đúng chuẩn. Nếu như mình có ngoại hình chuẩn đẹp thì thứ nhất về công việc nó sẽ giúp cho mình ăn mặc tự tin hơn. Và khi mình tự tin thì mình làm công việc nó cũng sẽ tốt hơn. Và khi mà ví dụ như đối với những cái bạn mà đi xin việc đi, thì chắc chắn cái bạn có ngoại hình, có cái nhìn ở bên ngoài đẹp sẽ có cái ưu thế hơn so với những cái bạn có ngoại hình không được chuẩn bằng. Cô thì cô suy nghĩ là về phụ nữ á, thì ai cũng muốn là cái thể ngoại hình của mình á, lúc chưa sanh hay lúc sanh phải giữ cho nó ổn định, cho nó cũng vừa phải thôi. Nhưng mà khi mình đã sanh rồi mà mình nó quá mập quá so với cái lúc mình chưa sanh thì người ta cũng có cái mặc cảm. Ra ngoài bạn bè thì thấy sao tự nhiên mình nó lên cân dữ vậy? Thì có thể người ta thấy nó tự ti là nó không được đẹp lắm. Đã có biết bao trường hợp rơi vào tình trạng tự ti do thân hình sồ sề, eo chảy xệ. Hơn thế nữa, không dừng lại ở sự tự ti về vóc dáng. Trong trường hợp mỡ thừa tích tụ nhiều cũng là nguyên nhân dẫn đến nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm. Vì vậy, việc giảm cân, giảm mỡ thừa trong cơ thể một cách an toàn bao giờ cũng là nhu cầu của chị em phụ nữ. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng trao đổi với bác sĩ về vấn đề này. Xin chào bạn đọc Sài Gòn Tiếp Thị. Thưa các bạn, eo thon luôn là mục tiêu được nhiều chị em mong ước. Và thông qua chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn những cách để chị em có thể thực hiện ước muốn eo thon an toàn như thế nào. Và trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng trao đổi với bác sĩ Nguyễn Hiền Bảo Khanh, chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ của Thẩm mỹ viện Trang Minh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, là một trong những bác sĩ thẩm mỹ có hơn 15 năm kinh nghiệm làm đẹp cho chị em. Chào Ngọc Dung, chào bạn đọc Sài Gòn Tiếp Thị. Dạ, thưa bác sĩ, và ngay bây giờ chúng ta cùng trao đổi về vấn đề mỡ thừa của chị em. Thưa bác sĩ, đối với cơ thể có rất nhiều mỡ thừa, mỡ tích tụ lâu năm sẽ dẫn đến những vấn đề gì về sức khỏe thưa bác? Thì như các bạn đã biết thì khi mà thừa cân thì sẽ gây ra rất nhiều cái vấn đề về sức khỏe, chẳng hạn như về tim mạch. Thừa cân bạn sẽ tăng cái nguy cơ tiểu đường hoặc là mỡ máu, và khi mà thừa cân thì đi lại và cái cơ thể phải chịu cái trọng lượng nó quá mức so với mức chịu đựng của những cái vùng khớp, những cái vấn đề về đau khớp gối, khớp cổ chân. Hoặc là khi mà thừa cân thì bạn sẽ giảm vận động, mà nó sẽ đi vào một cái dòng luẩn quẩn là khi mà bạn giảm vận động thì nó lại tăng mỡ thì nó lại đi vào những cái vòng phía trên, là lại gây những cái bệnh lý như trên. Thì còn về mặt thẩm mỹ thì nó sẽ gây cho bạn mất tự tin trong giao tiếp đấy. Và khi mà bạn thừa cân nhiều quá chẳng hạn, gây nên những cái tình trạng cũng có thể là những cái nếp gấp trong cơ thể tiếp xúc giữa những da, thì nó sẽ gây cho bạn những cái tình trạng bị dị ứng chàm, mẩn ngứa,
hoặc là thậm chí là nó gây lở loét nếu mà bạn thừa cân nhiều quá và hạn chế vận động. Và có một phần là thừa cân nó sẽ ảnh hưởng đến cái chức năng sinh sản của phụ nữ nữa. Dạ. Yeah. Yeah. Thưa bác sĩ, nói tới giảm cân thì chị em của chúng ta rất là nhiều phương pháp, trong đó có giải pháp là nhịn ăn, uống thuốc giảm cân cũng có, và ngay cả là những cái cách khác để giảm eo. Và điều này thì nó có tốt hay không và nó có được xem là an toàn hay không thưa bác sĩ? Thực sự là những cái biện pháp như là hạn chế ăn uống, hoặc là thậm chí là uống những cái loại thuốc giảm cân mà được cấp giấy phép, nếu mà bạn sử dụng một cách khoa học, bạn ăn uống khoa học, không ăn uống khoa học điều độ, hoặc là sử dụng những cái loại thuốc mà không có lạm dụng quá nó, thì nó vẫn ok. Nếu mà có chỉ định bác sĩ, có được những cái người có cái chuyên môn để kiểm soát cho bạn thì cái điều đó vẫn là cái ok nhất. Nhưng mà nếu mà bạn lạm dụng những cái tình trạng đó quá thì nó sẽ gây cái gì? Thí dụ như bạn nhịn ăn nhiều quá mà có thể đói quá ghê, nó xỉu hoặc là bạn té. Còn nếu mà lạm dụng thuốc nhiều quá thì nó cũng vẫn không tốt cho sức khỏe. Dạ. Yeah. Thưa bạn đọc, thực tế thì tâm lý muốn giảm cân rất phổ biến ở chị em và sử dụng nhiều giải pháp mà vẫn không giảm cân, giảm eo. Đây cũng chính là một trong những tình trạng rất là chung. Theo mình thì, cá nhân mình thì mình nghĩ là cái việc mà nhìn ăn thì mình không có theo cái việc mà nhìn ăn. Mình chỉ việc là ăn uống đều đồ nó như thế nào và luyện tập thể dục, thể thao cho nó phù hợp với từng cơ thể. Thật ra nhịn ăn thì chị cũng đã từng áp dụng cái phương pháp đó rồi, thì chị thấy nó không có hiệu quả cho cái việc giảm cân nhiều. Mà chị đang áp dụng cái phương pháp đó là mình kết hợp, mình ăn uống hợp lý, có nghĩa là mình sẽ ăn sáng nè, rồi mình kết hợp mình đi tập gym á ha, rồi mình sẽ không ăn tối nhiều. Mình cân bằng cái bữa ăn của mình ra nhiều buổi. Đừng có nhịn ăn, có thể chúng ta ăn ít hơn. Mình chia ra, thay vì một ngày mình ăn 3 buổi thì mình có thể ăn 5-6 buổi. Chứ còn nhịn ăn thì nó sẽ dẫn đến cái việc là mình chóng mặt nè. Rồi khi mà mình nhịn đến một cái giai đoạn nào đó mình cảm thấy là mình thiếu chất á, mình thèm ăn thì mình lại ăn nhiều hơn. Nó bị gọi là tác dụng ngược. Em thấy mình không nên nhịn ăn giảm cân, mình nên gọi là mình nên điều chỉnh lại cái bữa ăn của mình sao cho hợp lý, đủ chất dinh dưỡng, chứ không nên nhịn ăn vì nó sẽ mất đi chất dinh dưỡng cho cần thiết cho cơ thể. Cái trà đó cô cũng đã uống, tại vì người ta quảng cáo mà đi siêu thị thì người ta cũng mới mua, cô mua là cô để cũng như là ủng hộ thôi. Chứ còn cái mà cô tin tưởng uống mà để cho nó như trong cái quảng cáo thì cô không tin tưởng được. Vì cô thấy không phải là cô, nhưng cô thấy như là chị bạn cô hay mấy người bạn cô cũng đã uống, hoặc mấy cô giáo cũng đã uống, nhưng cô thấy mập nó vẫn mập, không thấy nó giảm. Thì cũng có người giảm đó, giảm là những cái mỡ bụng người ta lớn, nó to thì nó cũng có giảm, nhưng mà nó giảm cũng không được cao lắm. Loại thuốc đó sẽ hỗ trợ cho các bạn một phần nào đó. Nếu mà các bạn ngưng thì nó cũng sẽ trong tương lai, nếu các bạn ăn uống nhiều thì nó cũng sẽ lên lại. Cho nên là các bạn giữ được cân thì các bạn nên duy trì chế độ ăn uống hợp lý và tập luyện. Có thể là một ngày dành ra 30 phút để tập thể dục thì nó sẽ tốt hơn và duy trì được. Dạ, thưa bác sĩ, chúng ta có rất là nhiều sai lầm mà chị em gặp phải trong vấn đề về tìm các giải pháp để mình có thể là lấy lại cái vòng eo thon gọn. Thì mình có cái cách nào, phương pháp nào để giảm eo hoặc là giảm mỡ không ạ? Thực sự là các bạn vẫn phải tuân theo tất cả các nguyên tắc mà vẫn được khuyến cáo. Thí dụ như điều tiết về ăn uống nè. Mà bắt buộc bạn phải vận động, bạn phải tập thể thao. Và hiển nhiên là tập nó phù hợp với lại cái thực trạng của cái cơ thể của mình. Chứ không phải là tập quá mức, nó cũng sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Và sau khi mà bạn ăn uống điều tiết ăn uống, bạn tập thể thao thì bạn có thể, nếu mà nó vẫn không cải thiện nhiều thì bạn có thể dùng những cái biện pháp không xâm lấn, chẳng hạn như là bạn có thể đi spa, bạn dùng những cái máy
mà đã được chứng minh là đã được giảm cân rồi chẳng hạn, thì những cái đó là những cái không xâm lấn. Và nếu mà sau khi mà bạn đã áp dụng hết tất cả những phương pháp đó rồi mà vẫn không thể giảm cân được thì bắt buộc bạn phải nhờ đến những các bác sĩ chuyên môn về về thẩm mỹ để bạn có thể hút mỡ chẳng hạn, hoặc là bạn cắt da mỡ thừa bụng nếu mà da mỡ thừa quá nhiều để giảm một cái tình trạng. Và sau đó dĩ nhiên là sau khi mà thực hiện những cái thủ thuật như vậy thì bạn vẫn phải quay trở lại cái những cái biện pháp trên, vẫn phải điều tiết ăn uống, vẫn phải vận động tập thể dục để bạn giữ lại cái tình trạng đó. Đó là cái mà tất cả mọi người chuyên môn, những bác sĩ chuyên môn đều khuyến cáo các bạn nên như vậy. Theo như Ngọc Dung thấy thì hiện nay đó, các bạn đã áp dụng các biện pháp trên, chẳng hạn như là vừa chia sẻ đó chính là giảm, chúng ta giảm eo bằng cách là nhịn ăn, hoặc là phương pháp nữa là tập thể dục, nhưng mà hiệu quả lại không cao. Chính vì thế mà các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ cũng như là bác sĩ Nguyễn Thiện Bảo Khanh vừa chia sẻ là chúng ta có thể là thực hiện là hút mỡ, cắt da mỡ thừa lại được chị em khá là quan tâm nữa. Thì bây giờ thì xin mời bác sĩ hãy chia sẻ rõ hơn về những cái cách mà bác sĩ vừa chia sẻ này ạ. Thực sự là sau khi mà bạn đã áp dụng hết tất cả các biện pháp trên mà vẫn không thể giảm được cân thì bạn nên nghĩ tới, ví dụ như nếu mà vẫn có cái nhu cầu mà giảm cân á, thì bạn nên nghĩ tới những cái phương pháp như là hút mỡ và là cắt da mỡ thừa. Và đó, dĩ nhiên là tất cả những cái thủ thuật và phẫu thuật này đều phải được thực hiện bởi bác sĩ chuyên khoa và trong những cái bệnh viện chuyên khoa về thẩm mỹ đó. Ví dụ như trong cái hai cái cách đó thì hút mỡ vẫn được mọi người vẫn được các bạn, các bà mẹ sau sinh lựa chọn hơn. Là tại sao? Tại vì nó xâm lấn tối thiểu. Các bác sĩ chuyên khoa chỉ cần sử dụng những cái đường rạch rất nhỏ trên cơ thể để hút, và vừa sử dụng những cái máy móc hiện đại để đánh tan mỡ đi và hút nó ra theo những cái đường rạch rất nhỏ, khoảng tầm 2 đến 3 ly. Thì đó là cái thủ thuật mà một cái trong những cái kêu không thủ thuật thì cũng không đúng, nó là một cái phẫu thuật nhưng mà nó xâm lấn và nó tổn thương rất ít. Còn kế đó nữa là sau khi mà mình sinh con hoặc là mình mập quá mức thì nó sẽ gây một cái tình trạng là da nó chảy xệ và gập gốc, chẳng hạn như dùng ngực, dùng tay, dùng bụng, thì lúc đó thì phải làm một cái phẫu thuật lớn hơn, đó là cắt da mỡ thừa, thậm chí là hút mỡ xong rồi cắt cái da mỡ thừa đó đi. Thì đó là một cái phẫu thuật lớn hơn nữa. Thì để thực hiện được những cái phẫu thuật như vậy thì đòi hỏi bạn phải vào những cái bệnh viện chuyên khoa lớn để thực hiện cho nó an toàn. Quan tâm tới vấn đề về hút mỡ hoặc là cắt da mỡ thừa thì tin hẳn là các bạn đọc đang suy nghĩ trong đầu là không biết là các biện pháp này thì nó có đau hay không và hiệu quả của nó sẽ như thế nào ạ? Thật sự thì đó là những cái phẫu thuật xâm lấn. Khi mà mình đã xác định là tất cả những cái biện pháp kia mà nó không hiệu quả rồi á, thì chúng ta mới tiến hành là thực hiện những cái đó. Đó là những phẫu thuật xâm lấn và hiển nhiên là hiệu quả nó rất rõ rệt. Và cái hiệu quả trước mắt là bạn sẽ mất đi tất cả những cái lượng mỡ trong cơ thể của mình sau khi được bác sĩ thực hiện, thì bạn sẽ mất đi. Và hiển nhiên mà để giữ được cái tình trạng như vậy á, thì bạn phải áp dụng ngược lại các phương pháp như trên, thí dụ như là vẫn phải điều tiết ăn uống, vẫn phải tập thể dục để giữ. Chứ mà sau khi bạn làm xong mà bạn vẫn cứ ăn uống và bạn vẫn lười vận động thì chắc chắn một thời gian sau nó sẽ tăng mỡ trở lại. Còn thực sự là cái phương pháp đó, tất cả gần như là hiện tại bây giờ khi mà bạn vào bệnh viện chuyên khoa thì sẽ có những hai cái cách để thực hiện nó bằng cái phương pháp gây tê hoặc gây mê. Và đa số là mọi người nói chung là gây tê gây mê đều cái lúc thực hiện thì bạn sẽ không có cảm giác đau, nó ít. Thí dụ như với cái trường hợp hút mỡ thì nó cũng nhẹ nhàng và bạn sẽ cái thời gian nó phục hồi sẽ rất nhanh hơn, bởi vì nó là những cái phẫu thuật khá đơn giản và với những cái đường mổ rất nhỏ để thực hiện cái phẫu thuật đó. Còn với một cái phẫu thuật mà cắt da mỡ thừa bụng thì cái đó thì nó sẽ lớn hơn và với cái đường rạch rộng hơn, hiển nhiên nó sẽ đau hơn nhưng mà cái thời gian phục hồi nó sẽ chậm hơn.
Cho nên đều phải được thực hiện ở bệnh viện chuyên khoa để bạn đạt được cái sự an toàn cao nhất. Còn tất cả những cái mà như hồi nãy mình đề cập, mình sử dụng những cái máy móc không xâm lấn á, thì mình có thể thực hiện ở những cái spa thẩm mỹ viện, ở những cái nơi đó thì nó không xâm lấn, không gây chảy máu, thì cái thời gian phục hồi nó nhanh, hiển nhiên là cái hiệu quả nó vẫn không bằng những cái phẫu thuật xâm lấn tuyệt đối như trong bệnh viện. Dạ, thưa bác sĩ vừa chia sẻ về các cách để giảm eo không xâm lấn, còn đối với cách giảm eo mà có phẫu thuật có xâm lấn thì mình cần có chế độ chăm sóc sau đó như thế nào và cần phải có lưu ý gì ạ? Thực sự là đa số những cái phẫu thuật mà có xâm lấn để giảm eo thì khi mà bạn thực hiện đều phải được thực hiện trong bệnh viện và tối thiểu bạn cũng phải ở trong bệnh viện 24 tiếng để đảm bảo nó an toàn. Thì vấn đề là ở trong bệnh viện thì bạn sẽ được chăm sóc, bạn sẽ được cho uống chích kháng sinh và kháng viêm, rồi sẽ khi mà đối với cái phẫu thuật như là hút mỡ chẳng hạn thì khi mà để bơm cái lượng mỡ vào, để lấy cái lượng mỡ ra thì phải bơm một cái đường dịch vào để cho nó loãng mỡ ra, thì nó cần phải có thời gian để cái dịch đó nó thoát lưu ra, cho nên bắt buộc bạn phải được chăm sóc trong bệnh viện khoảng tầm 24 tiếng, cho nên không thể về liền được. Đấy. Còn đối với những cái phẫu thuật như cắt da mổ thừa bụng thì thỉnh thoảng bạn vẫn phải được đặt những cái ống dẫn lưu để thoát dịch, thì vẫn phải ở trong bệnh viện và được chăm sóc riêng. Đấy. Chứ không phải giống như là làm những cái phẫu thuật không xâm lấn là bạn có thể làm xong bạn có thể về liền được. Theo như một số bạn bè cũng như là người thân xung quanh đã có từng phẫu thuật này thì họ có hay đeo gen sau khi mà thực hiện phẫu thuật, thì không biết là cách làm này có đúng hay không và bác sĩ có nhận định như thế nào ạ? Đúng rồi. Vấn đề là sau khi mình lấy cái lượng mỡ ra khỏi cơ thể thì trong cơ thể mình sẽ có một cái khoảng trống do lấy mỡ, cho nên bắt buộc các bạn phải bận gen trong vòng 24 đến 48 tiếng, là gen xíu rất chặt. Rồi sau đó một thời gian là bạn sẽ bận gen lỏng để hỗ trợ da co rút, thì cái gen đó nó sẽ hạn chế được đau đớn, cộng với lại nó sẽ làm cho bạn thoát dịch ra khỏi cơ thể nữa. Đấy, thì nó sẽ làm cho mình cảm thấy thoải mái hơn, giảm đau hơn. Bên cạnh đó thì hiện nay cũng có khá là nhiều thông tin liên quan đến việc là phẫu thuật mà chúng ta có thể là giảm mỡ không phẫu thuật và về ngay sau 2 tiếng, thì bác sĩ nghĩ về việc này như thế nào? Thực sự mình nghĩ đó là các bạn đang đề cập tới cái là giảm mỡ không xâm lấn. Giảm mỡ không xâm lấn là giảm mỡ bằng những cái máy móc, ví dụ như là nó tác động lên nó làm co da hoặc là đánh tan mỡ bằng nhiệt chẳng hạn, thì hoặc là nó sẽ làm tăng cường collagen cái vùng da vùng đó, thì những cái đó là những cái xong không xâm lấn, làm xong mà có thể về liền. Còn nếu mà để mà làm một cái phẫu thuật mà xâm lấn tối thiểu thì 2 tiếng sau mà cũng không thể về liền được, bởi vì nó là một cái phẫu thuật có chảy máu, mặc dù cái đường mà gây tổn thương nó chỉ có 2 hoặc 3 ly thôi. Và tất cả những cái đó bạn nên làm ở trong những cái bệnh viện chuyên khoa và nên theo cái chỉ định của bác sĩ. Và theo mình biết thì hiện tại bây giờ là tất cả những cái đó thì nên ở lại bệnh viện hoặc là ở lại một cái cơ sở mà được phép làm những cái đó trong vòng khoảng tầm 4 đến 6 tiếng chẳng hạn. Nếu mà bạn ở bệnh viện mà bạn lấy một cái lượng mỡ rất ít chẳng hạn mà phải tiền mê hoặc là gây tê thì tối thiểu là cũng phải sau 6 tiếng bạn mới được phép về cả trong bệnh viện. Dạ, thưa bác sĩ, dù là phẫu thuật không xâm lấn hoặc là mình nghe nói là theo kiểu là không phẫu thuật đi thì cũng có cần đòi hỏi về điều kiện sức khỏe như thế nào ạ? Thực sự là với những cái phẫu thuật mà xâm lấn á, thì bắt buộc bạn phải tuân thủ theo cái nguyên tắc về kiểm tra sức khỏe trước khi được phẫu thuật, bởi vì đó là tất cả những cái phẫu thuật về gây chảy máu. Và nếu mà phẫu thuật gây chảy máu thì bạn phải đảm bảo là bạn sẽ không bị những cái bệnh về tim mạch hoặc là những cái bệnh về thận phổi, những cái bệnh về cao huyết áp chẳng hạn.
đó. Thì khi mà bạn phải đảm bảo cái đó thì hiển nhiên bạn phải vào bệnh viện và bạn để check cái kết quả, check cái sức khỏe của mình. Nếu mà nó ok hết thì các bác sĩ sẽ thực hiện. Còn đối với những cái phẫu thuật không xâm lấn thì bạn không cần thiết, không cần thiết, tại vì nó là những cái phẫu thuật không gây chảy máu thì bạn cứ đến rồi bạn thực hiện rồi bạn về thôi. Còn đối với xâm lấn thì bắt buộc bạn phải kiểm tra sức khỏe trước khi thực hiện. Yeah. Đó là cái vấn đề về kiểm tra sức khỏe. Còn với yếu tố như mọi người quan tâm đó là về bác sĩ hoặc là các quy trình đảm bảo thì bác sĩ chia sẻ rõ hơn về vấn đề này để bạn đọc của Sài Gòn Tiếp Thị sẽ nắm rõ. Thực sự nếu mà bạn muốn thực hiện những cái thủ thuật đó, bạn phải lựa chọn những cái bác sĩ mà có bằng cấp được phép thực hiện và phải vào trong bệnh viện để làm những cái thủ thuật đó. Bởi vì trong bệnh viện, tất cả trong các bệnh viện đều có những cái quy trình về phẫu thuật và bạn sẽ phải bước đi theo những quy trình đó thì nó sẽ đảm bảo cho bạn một cách an toàn tuyệt đối về sức khỏe. Thưa bác sĩ vừa chia sẻ về các điều kiện về sức khỏe để chúng ta có thể thực hiện các phẫu thuật ngay cả xâm lấn và không xâm lấn. Vậy thì đối với những đối tượng nào và những cái cá nhân trường hợp nào mà chúng ta không thể thực hiện được các phẫu thuật này? Đối với những cái phẫu thuật mà không xâm lấn thì khá đơn giản, thì bạn có thể thích thì bạn cứ đến spa, đến thẩm mỹ viện bạn có thể thực hiện được. Với những cái máy nó không xâm lấn thì họ được phép làm những cái đó. Nhưng mà đối với những cái trường hợp xâm lấn thì nếu mà bạn có những cái bệnh lý về tim mạch, cao huyết áp, tiểu đường hoặc là những bệnh lý về phổi thì bạn nên hạn chế thực hiện. Và nếu mà bạn muốn thực hiện thì bạn đều phải được kiểm tra sức khỏe để đảm bảo là bạn đủ sức khỏe để thực hiện được cái phẫu thuật đó. Tương tự như vậy thì hiện nay là bên cạnh các giải pháp massage trong các dịch vụ spa, thị trường cũng có khá nhiều các dụng cụ máy móc để có thể đeo vào vùng eo và có công dụng như quảng bá là để giảm eo nhanh, đốt cháy mỡ thừa và tiêu hao calo. Không biết là đối với các liệu pháp này thì bác sĩ nghĩ như thế nào? Thực hiện thì thực sự thì đa số mọi người đều thích những cái đó, và đa số phụ nữ đều thích cái là mình sẽ giảm cân nhanh và mà không phải phẫu thuật hay không phải gì hết. Nhưng mà thì giống như là mình đã đề cập từ đầu là đó là những cái biện pháp không xâm lấn thì tác dụng của nó cũng sẽ hạn chế. Ví dụ bạn có thể tập thể dục và bạn có thể đi đến spa để bạn làm những cái máy đó, thì những cái máy đó tất cả hiển nhiên họ vẫn đã được nghiên cứu và nó hiệu quả. Nó hiệu quả nó dựa trên những cái nguyên lý, ví dụ những nguyên lý rung, những nguyên lý về nhiệt tác động vô cơ thể, hoặc là những nguyên lý là nó làm săn chắc da, tăng collagen rồi chẳng hạn, thì nó cũng sẽ tác động một phần, nó sẽ làm cho mình giảm cân. Hiển nhiên là hiệu quả nó cũng sẽ tùy theo cơ địa của mỗi người, tùy theo cái mức độ mà nghiên cứu của cái máy đó, mức độ xịn của cái máy đó, và thì nó nói chung là nó mình rất khó để ấy thì để nói được. Thì bạn có thể lựa chọn một cái cơ sở uy tín, bạn có thể lựa chọn một cái cơ sở mà bạn bè mình làm mà hiệu quả đấy, thì bạn có thể đi đến nếu mà bạn cảm thấy mình sợ phẫu thuật. Còn nếu mà bạn sau khi mà bạn làm hết những cái đó mà cái cơ địa của mình hoặc là mình cảm thấy nó không hiệu quả thì bạn có thể chuyển qua những cái phẫu thuật chẳng hạn như xâm lấn, nhưng mà mình như là lúc nãy mình vừa đề cập, hút mỡ hoặc là các da mỡ thừa nếu mà quá nhiều. Thì đối với một số cái máy thì nó sẽ có một số cái hạn chế. Những cái hạn chế về máy đó thì mình nên tìm hiểu kỹ theo bạn bè hoặc là theo cái cơ sở nó càng uy tín thì họ sẽ nhập về những cái máy nó càng chất lượng. Còn về cái phẫu thuật, về nếu mà khi mà mình mong muốn thực hiện phẫu thuật thì mình nên lựa chọn kỹ bác sĩ và nên đến cơ sở y khoa, đến những cái bệnh viện được phép thực hiện những cái thủ thuật đó thì mình làm là nó sẽ an toàn nhất. Hiện nay thì chị em có xu hướng dùng sản phẩm hỗ trợ để giảm eo như là Trenet bụng. Ngoài ưu điểm rẻ tiền thì phương pháp này còn có lợi ích nào khác để cho chị em có thể lựa chọn? Để có được vòng eo thon gọn, sexy, thu hút mọi ánh nhìn, nhiều chị em ra sức nhịn ăn, ăn kiêng, tập những bài tập bụng chuyên sâu, thậm chí sử dụng các liệu pháp như massage bụng, chườm muối, massage bụng với kèm tàn mỡ,
quấn nóng, đốt, hút mỡ với mong muốn có được vòng hai thon thả nhỏ nhắn nhất có thể. Một trong những cách để giảm mỡ bụng hiện nay được các mẹ, các chị rất ưu ái chính là tre nịt bụng. Với giá thành tương đối rẻ, dễ sử dụng, tre nịt bụng là giải pháp hoàn hảo cho chị em sau sinh chưa thể vận động mạnh được nhiều. Tuy nhiên hiện nay, không chỉ những chị em sau sinh mới sử dụng tre nịt bụng như một vật dụng không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Rất nhiều phụ nữ do tính chất công việc đặc thù phải ngồi lâu một chỗ, rồi cả khi đi ngủ cũng tranh thủ nịt bụng. Đặc biệt, nhiều chị em chưa hoặc đã lập gia đình còn sử dụng tre nịt bụng như quá trình tập luyện. Ngoài dùng trong phẫu thuật như bác sĩ vừa có đề cập vừa rồi thì trong phẫu thuật thẩm mỹ, tren tác động lên vùng eo là như thế nào? Và nói như thế thì tren nịt bụng cũng có nhiều lợi ích nếu mà được sử dụng đúng, phải không bác sĩ? Dĩ nhiên rồi. Cái gel đó nó có rất nhiều tác dụng. Ví dụ như về mặt thẩm mỹ chẳng hạn thì nó phục hồi sau sanh. Đấy, chẳng hạn thì đa số các chị em phụ nữ mà sau sanh đều phải bằng gel hết. Mục đích để làm gì? Tại vì cái thành bụng mình sau khi sanh nó sẽ giãn và mình sẽ mang gel vô để hỗ trợ, nó sẽ co cái thành bụng lại, nó phục hồi nhanh hơn. Đấy. Chẳng hạn, còn chẳng hạn như những chị em phụ nữ mà thừa cân đôi khi muốn bận đồ đẹp thì cũng gel cũng là gel nịt bụng cũng là một cái hình thức để cho mình tạo ra một cái dáng để mình bận đồ đẹp chẳng hạn. Đấy. Yeah. Còn về bệnh lý, đôi khi ở rất nhiều cái bệnh lý mà người ta cần phải có những cái gen. Hiển nhiên cái gen nó khác những cái gen mà mình bận để làm đẹp. Những cái gen cứng hơn để trong những cái trường hợp như mà chấn thương cột sống để cố định, để cho mình không khum hoặc mình không vận động, và sau những cái mổ về cột sống chẳng hạn. Đấy, thì ngoài những cái định hình về cột sống nó còn giảm đau rồi nữa. Cho nên đó là những cái lợi ích của những cái gen ở trong bệnh lý. Còn nếu mà về ví dụ như nếu mà bạn lạm dụng nhiều quá mà mang gen liên tục thì nó sẽ gây những cái tình trạng như kích ứng da chẳng hạn, dị ứng. Đấy, gây ẩm thấp, nổi mẩn, ngứa rất nhiều. Còn trong những cái trường hợp ví dụ như bạn đeo liên tục và siết nhiều quá, nó sẽ có tác động đến hô hấp. Có nhiều người bạn khó thở, tăng nhịp tim, cái đó là cái mà những cái tác động không mong muốn nếu mà bạn mang quá nhiều và lạm dụng nó quá mức. Thưa bạn đọc, thì vừa qua là chúng ta cũng khá là quan tâm đến thông tin là một cô hoa hậu của nước ngoài đã sử dụng váy bó đến nỗi là cô phải ngất xỉu. Thưa bác sĩ, không biết là nó cũng tương tự chiếc váy bó thì nó giống như là tre nịt bụng, thì bác sĩ có lời khuyên nào khi mà mọi người muốn sử dụng tre nịt bụng cho nó hiệu quả và nó an toàn hơn? Thì cái trường hợp đó thì có thể là do cổ nhịn ăn, cổ bận gen vô quá mức và siết quá mức thì không, có thể là bạn sẽ ngập thở mà không thể thở được, bởi vì nó chèn ép vào cái vùng cơ hoành mà không thể thở được. Đấy, thì nói chung là khi mà bạn bận gen thì tốt nhất là đừng bao giờ bận 24/24, bạn không thể thở nổi, trừ những trường hợp có chỉ định của bác sĩ, chẳng hạn những bệnh lý về cột sống hoặc là những cái mà phẫu thuật xâm lấn như nãy mình nói, hút mỡ. Nhưng mà hiển nhiên là vẫn chỉ siết vô ở chừng mực mình có thể sinh hoạt bình thường và mình thở, mình hô hấp hoặc là mình cảm thấy không có vấn đề về sức khỏe thì là mình mang là vẫn là ok nhất. Thì hiển nhiên là những cái trường hợp như vậy thì bạn có thể lựa chọn những cái gen mà có những cái thương hiệu lớn, tại vì những cái gen như vậy nó sẽ ít gây kích ứng da. Nó hoặc là những cái gen nó mềm mại hơn so với những cái gen mà nó chất lượng nó không tốt, thì mình có thể mình lựa chọn cái gen mà cảm giác là phù hợp với cơ thể, phù hợp với cái da của mình để mình mang lâu dài. Mang lâu dài không có nghĩa là mình mang 24/24 trừ những trường hợp bệnh lý, nhưng mà mình chỉ mang ở những cái thời điểm mình thích hợp, mình cần thiết thôi. Ví dụ như mình cần đi ăn tiệc mình mang cái gen vào chẳng hạn. Như chúng ta vừa trao đổi là cái tren nó cũng có những cái lợi ích nhưng mà nó cũng có bất lợi. Vậy thì mình có thể phân chia như thế nào về trường hợp những ai nên và những ai không nên sử dụng tren nịt bụng ạ? Thì giống như là mình đã đề cập từ đầu rồi, thì trong những cái trường hợp mà bệnh lý thì bắt buộc phải mang gen theo cái chỉ định của bác sĩ, hoặc là trong những trường hợp mà bạn hút hoặc là lấy mỡ thừa
thì cũng nên, hoặc là trong những cái trường hợp mà bạn nên làm đẹp, bạn làm đẹp thì bạn cũng nên. Nhưng mà có một vài trường hợp, chẳng hạn như là những cái bệnh lý về tim mạch hay hô hấp, thì bạn bận gen ở một cái chừng mực nào đó thôi, chứ không thể mà bận mà siết chặt quá thì nó cũng sẽ gây ảnh hưởng đến bệnh lý của mình. Hoặc là những cái bệnh lý về da, những bệnh lý về da mà đòi, hoặc là bạn đang điều trị về da thì bạn mang gen chặt quá nó cũng gây một cái tình trạng ẩm thấp, nó sẽ ảnh hưởng đến những cái bệnh lý về da của mình. Thì nói chung là trong những trường hợp đó nên theo chỉ định của bác sĩ da liễu. Bác sĩ sẽ cho bạn cái lời khuyên tốt nhất để bạn nên làm gì và không nên làm gì. Dạ. Béo là mình béo từ lúc nhỏ luôn, cho nên là cứ theo cái nếp đó mà mình càng lớn thì cái số cân của mình nó cũng tăng theo đó. Mà sau này thì mình cũng có nhiều thắc mắc là tại sao mình ăn ít chứ mình cũng không có phải là ăn nhiều nữa mà cái số cân của mình vẫn tăng. Thì sau này mình mới hiểu được một cái chuyện là do cái thức ăn của mình ăn. Thứ nhất là mình hay ăn lúc mà mình đói chứ mình không có ăn giờ giấc, và thêm một nữa là cái đồ ăn của mình ăn nó chiên xào dầu mỡ quá nhiều, và mình rất là hay uống nước ngọt và trà sữa. Khi mà mình không có một cái ngoại hình mà nó nhảy nhìn á, thì mình sẽ luôn luôn trong cái trạng thái là mình rất là tự ti. Khi mà mình mua quần áo cũng vậy nữa, cái chuyện mình rất là ngại khi mà mình phải chọn cái size, khi mà mình nói với lại cái người mà tư vấn cho mình á, mình cũng rất là ngại. Còn trong công việc thì đương nhiên khi mà mình đi phỏng vấn hay là mình đi bất cứ một cái gì thì mình cũng luôn không có một cái tự tin á khi mà mình nói chuyện trực tiếp, tại vì mình luôn luôn chọn cái cách là phỏng vấn qua mail hoặc là như nào để mình đừng có gặp trực tiếp đó. Mình luôn luôn lúc nào cũng trong cái trạng thái như vậy. Tất nhiên là 100 người thì hết 101 người muốn cái cách giảm cân nhanh nhất đó là nhịn ăn. Thì mình theo cái kiến thức của mình biết á, thì nhịn ăn nó cũng có hai cái trường phái. Một là nhịn ăn một cách khoa học, có nghĩa là bạn sẽ biết được rằng cái khoảng thời gian nào bạn nên ăn và khoảng thời gian nào bạn nên nhịn ăn, thì cái đó là giảm cân bằng cách nhịn ăn một cách khoa học. Nhưng mà ngược lại thì chúng ta luôn luôn có một cái cách là cứ nhịn ăn tối đa để mình ốm. Nhưng mà như vậy thì các bạn vô tình bị một cái hội chứng, đó là hội chứng cuồng ăn sau giảm cân. Các bạn sẽ bị ăn nhiều hơn nữa so với cái mức mình nhịn, và như vậy là mình chỉ có bị tăng cân thôi chứ mình không có giảm cân được. Mình mập từ nhỏ cho nên là mình không có biết cách nào để mình giảm cân hết, tại vì mình chưa bao giờ ốm. Cho nên là mình tìm cái thuốc giảm cân 2-3 lần, mình uống cũng 2-3 cái liệu trình đó. Thì khi mà mình uống thì đương nhiên nó sẽ có tác dụng nhất thời liền luôn. Nhưng mà mình luôn luôn trong cái trạng thái là mình bị mất nước và mình bị tụt huyết áp nè, và mình luôn luôn không có sức sống á, mình làm gì mình cũng bị mệt. Cho nên là sau khoảng thời gian thì mình ngưng, thì mình trở lại trạng thái bình thường và cái số cân mình nó cũng trở về bình thường luôn. Thì mình nghĩ mọi người mình sẽ có một cái cách để phù hợp với bản thân. Thì mình chọn cái cách là mình sẽ hạn chế tối đa cái đồ ăn chiên dầu trong cái bữa ăn của mình. Và mình ban đầu thì mình sẽ không có thay hoàn toàn đâu. Một tuần thì mình sẽ bắt đầu là mình thay từ 3-4 ngày. Mình sẽ chọn cái cách ăn là đồ luộc và đồ hấp trước, rồi sau đó là mình hạn chế tất cả luôn, là về nước ngọt nè, các đồ uống mà có quá nhiều đường như nước ép hay là trà đào, trà sữa, mình hạn chế tối đa luôn. Rồi bên cạnh đó là, nhưng mà mình khi mà mình giảm một cái số ký nhất định á, thì nó sẽ bị chững cân lại và nó không có xuống ký nữa. Thì mình lại tiếp tục tìm hiểu lý do, thì mình mới biết được một cái chuyện là đối với mình nè, mình mập từ nhỏ thì cái mỡ dưới da là một, cái thứ hai là cái lượng mỡ mà nó đóng ở cái thành nội tạng của mình á, nó cũng dày theo cái số tuổi của mình luôn. Cho nên là bây giờ mình bắt buộc mình phải thải cái lượng mỡ đó ra thì mình mới giảm cân tiếp được. Giảm cân thì cái vóc dáng của mình nó cũng sẽ thay đổi, và mình thấy từ sức khỏe nè, mình cũng cảm thấy là mình nhanh nhẹn hơn, mình cũng cảm thấy là mình đỡ bị đau bao tử hơn ngày xưa rất là nhiều. Và bên cạnh đó là khi mà mình đi bất kỳ đâu mình cũng cảm thấy mình tự tin hơn, vì mình cũng cảm thấy là mình không có bị mà lệch ra khỏi đám đông. Mình cảm thấy mình tự tin, mình diện đồ nè, những cái đồ mình thích nè, mình cảm thấy mình yêu bản thân mình nhiều hơn, và mình hiểu được là bản thân mình cần nên được
yêu thương bằng cách là mình phải làm cho bản thân mình đẹp hơn mỗi ngày. Có thể thấy là trên đường bụng áp dụng nhiều ở những trường hợp ít có điều kiện vận động hoặc là tập thể dục. Và hiện nay thì mọi người khá quan tâm đến tác động của thể dục vị trí vùng eo, như là động tác plank, bài tập đạp xe, hoặc là đứng lên ngồi xuống, cũng như là động tác có thể là gọi là gặp người. Thì bác sĩ nhận định như thế nào và lợi ích có thể mang lại từ phương pháp giảm eo này ạ? Ôi, cái đó, những cái phương pháp đó là những phương pháp về tập thể dục thì chắc chắn là nó sẽ có lợi ích. Quan trọng là bạn có tập được hay không, bạn có đủ kiên trì để tập được hay không. Thật sự là những cái biện pháp mà tập thể dục mà mình cảm thấy mà nó phù hợp, mà mình rành về kỹ thuật, nó luôn luôn đem lại cái lợi ích cho bản thân mình. Bởi vì tập thể dục thì nó nên lựa những cái phương pháp nó phù hợp với cơ thể để cho nó an toàn. Thứ nhất là phải an toàn. Có những bạn có thể đi tập tạ chẳng hạn, trong khi cơ thể bạn không thể, bạn nói chung là nên lựa chọn những cái phương pháp phù hợp với cơ thể của mình đó. Thì để tập luyện, để tăng cường cái sự dẻo dai cho cơ thể. Còn về nhược điểm của những cái cách đó thì như là nó phải đòi hỏi bạn phải có sự kiên trì và tập luyện liên tục, thời gian kéo dài, thì nó mới đem lại cái hiệu quả cho bản thân của mình. Dạ. Cảm ơn bác sĩ đã tham gia trao đổi cũng như là mang lại nhiều thông tin bổ ích đối với bạn đọc của Sài Gòn Tiếp Thị. Hy vọng rằng với những cái chia sẻ vừa rồi thì chị em sẽ chọn cho mình giải pháp phù hợp trong hành trình tìm kiếm vẻ đẹp hình thể, thắt đáy lưng ong, vòng eo con kiến. Và một lần nữa thì Ngọc Dung cùng với bác sĩ Nguyễn Hiền Bảo Khanh xin chào và hẹn gặp lại.